Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa cả nhà thân yêu của Nguyễn Đức Long. Buổi tin chiều hôm nay, Nguyễn Đức Long xin gửi đến cả nhà mình một cái tin cực kỳ nóng mà được báo Lao Động đăng tải trên trang của mình. Đó là một cái vấn đề mà xã hội rất quan tâm trong mấy tháng qua. Mà vấn đề này là cũng được các coi như là khán giả đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa có câu trả lời nào mà cho thỏa đáng. Và cái điều này cũng khiến cho một số nghệ sĩ nhân dân cũng giống như nghệ sĩ ưu tú đã được nhà nước phong tặng cái bằng nghệ sĩ nhân dân là và bằng nghệ sĩ ưu tú, đó là một cái danh hiệu cao quý của những nghệ sĩ đó. Và đó cũng là điều nói lên cái tâm huyết cũng giống như cái sự cống hiến nghệ thuật từ các nghệ sĩ đó đối với quần chúng nhân dân cũng giống như nước nhà, mới được nhận được cái bằng nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân. Đó là một cái vinh dự cho người nghệ sĩ đó. Nhưng mà trong thời gian qua thì có rất nhiều vụ lùm xùm từ các nghệ sĩ ưu tú và nhân dân gây ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến với cái đời sống của các nghệ sĩ chân chính khác, cũng giống như là làm cho coi như công chúng, cho khán giả hoang mang về những cái danh hiệu của các nghệ sĩ này mà được nhà nước phong tặng. Nhưng rồi có nhiều câu hỏi đặt ra, liệu cái danh hiệu cao quý này từ đảng nhà nước trao tặng cho nghệ sĩ đó thì nghệ sĩ đó có biết gìn giữ và trân quý, và đây là một cái gọi rằng là cái động lực cũng giống như là cái niềm tin mà để mà chúng ta phấn đấu hết mình để cống hiến nghệ thuật cho nước nhà và để phục vụ cho nhân dân hay không, hay rằng chúng ta sẽ lợi dụng cái này, có một số người lại lợi dụng những phần thưởng cao quý từ nhà nước rồi cuối cùng làm những việc không đúng đối với coi như rằng là nhà nước, từ nhà nước phong tặng cho mình rồi cuối cùng mình lợi dụng cái này để mình làm lại, đi ngược lại với cái đạo đức và đi ngược lại với cái thực tế, đi ngược lại với cái việc làm của mình, sai trái của mình đối với nhà nước rồi đối với nhân dân nữa, thì đó là một cái tệ hại. Thì ngay từ bây giờ, Nguyễn Đức Long xin mời quý vị đón nhận một cái tin gọi rằng là tin từ báo Lao Động, tin từ báo Lao Động là đăng là ngày 10 tháng 7 năm 2021 lúc 13:00 sáng hôm nay. Long nhận được cái tin này và Long sẽ làm ngay cái bản tin để mà gửi đến cho cả nhà chúng ta cập nhật cái vấn đề này. Thì đó là cái chủ đề trên tờ báo Lao Động có đăng là trên cái trang mà Văn Hóa và Giải Trí. Thì ở đây là người ta có nói rằng là danh hiệu nghệ sĩ nếu không còn xứng đáng thì nên tự trả lại đó. Nhưng mà quý vị ơi, cái văn hóa mà xin xỏ đó thì hình như rằng là với người Việt Nam chúng ta thì thường diễn ra. Nhưng mà cái mà vấn đề mà văn hóa mà trả bây giờ mình xin được nhưng mà mình trả là không được, trả lại, tự trả lại thì tôi nói xin lỗi quý vị rằng là chưa từng thấy ai trả cả. Khi nào mà bị thu hồi kia chứ còn trả thì chứ khoát người ta không trả. Thì đó là một cái văn hóa mà tôi nói thật sự đối với các nước phương Tây là chúng ta còn thua xa, còn kém họ xa lắm. Tại vì nếu chúng ta cảm thấy không xứng đáng với chúng ta nữa thì chúng ta nên trả lại, mà chúng ta phải tự nguyện trả lại. Đó mới là người cao quý. Còn đằng này á, chúng ta chưa bao giờ thấy ai trả. Thành ra đó là một cái đề tài mà rất là nóng. Thì ngay giờ đây, Nguyễn Đức Long xin mạn phép quý vị đọc cái bài báo này lại cho quý vị nghe.
từ câu chuyện nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho đến từ câu chuyện nghệ sĩ ưu tú Hờ Lờ cho đến nay đã thấy đến lúc các cơ quan chức năng không nên cứng nhắc về việc tước hay hủy bỏ danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân nếu nghệ sĩ đó có lời nói hay hành vi không chuẩn mực ngay cả trên mạng xã hội. Quy định nào để tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân? Theo các quy định hiện hành cụ thể tại khoản 1 điều 79 nghị định số 91 năm 2017, nghị định coi như là chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua khen thưởng. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước và vi phạm pháp luật hình sự bị tòa án xét xử bằng văn bản đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình, phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước. Ngoài ra, điều 79 luật thi đua khen thưởng năm 2003, cá nhân được trao danh hiệu vinh dự của nhà nước và vi phạm pháp luật có thể bị tước danh hiệu. Luật không quy định là vi phạm pháp luật ở mức độ xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì nghệ sĩ bị tước danh hiệu. Cụ thể, một, cá nhân đã được thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo nghị định của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Hai, việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do chủ tịch nước quyết định. Các luật nghị định trên có cho thấy việc tước danh hiệu một nghệ sĩ được phong tặng không đơn giản. Cần sửa đổi, tính từ đợt 1 năm 1984 đến nay đã qua 9 lần nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 1.675 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong số ấy chưa có ai bị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trường hợp hiếm hoi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Linh bị kết án tù do che giấu con phạm tội bị tước danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1996. Đối với nghệ sĩ ưu tú cũng từng nhiều lần dính vào ồn ào, năm 2013 nghệ sĩ Kim Tử Long có bị bắt vì tham gia đánh bạc sau khi dự một đám cưới. Tuy nhiên sau đó nghệ sĩ Kim Tử Long cũng không bị tước danh hiệu vì vụ việc mới chỉ là dừng lại ở khởi tố bị can để đưa ra điều tra. Năm 2019 do luật cũng rộ lên việc nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh năm 2019 dư luận cũng rộ lên việc nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh công khai là người thứ ba, và có rất nhiều ý kiến cho rằng Kiều Thanh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình và đòi cơ quan pháp lý phải thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú từng trao tặng cho nữ diễn viên này. Trả lời dư luận, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch cho biết nếu có những ồn ào, tố cáo, khiếu kiện đúng sự thật về nữ diễn viên này vi phạm luật hôn nhân gia đình khi đang trong quá trình xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ thì hội đồng xét trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ dừng lại ngay. Việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho diễn viên Kiều Thanh đã được thực hiện vào năm 2015 vì Bộ Văn hóa, Truyền thông và Du lịch cho rằng chỉ thu hồi danh hiệu của nữ diễn viên này nếu có quyết định của tòa án là cô vi phạm pháp luật và Kiều Thanh bị kết án tù. Gần đây là ồn ào xung quanh việc nghệ sĩ ưu tú Đức Hải tháng 6 năm 2021 trên mạng xã hội nổ ra cuộc tranh cãi lớn khi trang Facebook chính chủ của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải xuất hiện nội dung phản cảm. Trước những việc này, dù là nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã liên hệ với nhà trường và giải thích nội dung đăng lên Facebook của nghệ sĩ Đức Hải là do con nuôi của nghệ sĩ Đức Hải đưa lên, không liên quan đến nghệ sĩ, nhưng đến ngày 9 tháng 6 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
và Du lịch Sài Gòn đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Dù bị mất chức nhưng không có ai ý kiến về vụ thu hồi hai tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của ông Hải. Nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân có vai trò quan trọng trong định hướng tư duy nghệ thuật của công chúng để hướng tới cái giá trị tốt đẹp và điều thiện. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu đã có những hành vi ngôn từ phản cảm ngoài xã hội cũng như trong môi trường mạng xã hội. Điều này kéo đến sự lệch chuẩn trong nhận thức về văn hóa. Đã đến lúc cần có những quy định mới trong việc thu hồi hai tước danh hiệu đã phong tặng cho các nghệ sĩ để buộc họ phải có trách nhiệm với những hành động, phát ngôn hàng ngày, đặc biệt là trên mạng xã hội. Một nghệ sĩ đánh mất hình ảnh trong công chúng thì những danh hiệu đi kèm cũng trở nên vô nghĩa, và khi những người có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân đã không coi trọng danh hiệu được phong tặng thì chính họ cũng nên tự trả lại những danh hiệu. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng giải các cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có giải pháp thu hồi. Đó là một bài báo được đăng trên tờ báo Lao Động. Thưa quý vị, trong bài báo nói gì thì Nguyễn Đức Long cũng đọc lại cho quý vị và gia đình chúng ta đã nghe. Thì chúng ta cũng hiểu rõ rằng là cái bài báo này ý người ta muốn nói gì. Tất nhiên khi nhà nước trao tặng cái danh hiệu cao quý cho một nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân thì đó là một cái danh hiệu cao quý của một đời người nghệ sĩ đã cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng mà trong khi đó anh đã được cái bằng nghệ sĩ ưu tú đó thì anh phải biết coi trọng, anh lấy cái đó để mà làm cái động lực để anh phấn đấu hơn nữa, để anh phục vụ cho đất nước, cho quê hương, cho công dân, cho người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta cũng định hướng cái văn hóa nghệ thuật thẩm mỹ đến cho người dân. Chứ chúng ta không phải vì cái đó rồi chúng ta cứ như rằng là nghĩ rằng là chúng ta là ông hoàng bà chúa. Chúng ta là một cái ngôi sao mà gọi rằng là không ai có thể mà dòm tới. Rồi thậm chí chúng ta cho là chúng ta là một cái vùng cấm, cái vùng đất cấm mà không ai dám đụng đến chúng ta. Thì chúng ta cứ thản nhiên phát ngôn và cũng nói ra những cái lời nói thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực. Rồi chúng ta thậm chí chúng ta lên trên mạng xã hội chúng ta quan tục, rồi chúng ta chửi bới với nhau những cái lời thô thiểu như vậy khiến cho cộng đồng coi như rằng là bức xúc. Rồi thậm chí đó là những cái văn hóa đó không lành mạnh thì gây ảnh hưởng đến cái thế hệ con em chúng ta ngay bây giờ và trong tương lai. Thì quý vị thấy như vậy thì những người nghệ sĩ mà được cái mác là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà làm những việc đó thì chúng tôi coi rằng là không xứng đáng nữa. Thì nếu mà nghĩ lại và nói lên cái quan điểm của chúng ta thì chúng ta cũng thấy được cái việc làm đó là việc làm sai trái của các nghệ sĩ đó. Mà nói về luật thì luật chúng ta đó chưa đủ cơ sở để mà thu hồi bằng nghệ sĩ ưu tú. Thì ở đây cũng là một cái sự bất cập của nhà nước chúng ta đối với cái việc mà có biện pháp chế tài những cái nghệ sĩ mà không coi như rằng là lành mạnh. Tôi cho là không lành mạnh. Thì ở đây còn có nhiều sự bất cập mà chúng ta chưa có cái phương pháp nào mà để giải quyết triệt để. Thì đó là một điều mà công chúng cũng rất là bức xúc. Thì hôm nay cái bài báo Người Lao Động, báo Lao Động thì cũng đưa lên cái vấn đề này. Thì đó là một cái điều mà thật sự với quý vị chúng ta cần phải có biện pháp, chúng ta cần phải suy nghĩ lại và có biện pháp như thế nào, có cách nào để nhanh chóng mà cứ như có cái cách mà giải pháp mà để thu hồi cái bằng ưu tú và bằng nhân dân của những nghệ sĩ mà đã từng vi phạm thì chúng ta cần phải xử lý ngay chứ không còn phải chần chờ nữa. Tại vì nếu chúng ta không mạnh tay với những nghệ sĩ này thì cái hệ lụy sau này sẽ không còn kéo dài. Tại vì nếu nghệ sĩ này làm được mà không bị thu hồi thì tất nhiên nghệ sĩ khác cũng thấy đó mà cứ làm.
Đó, thì như vậy thì cái hậu quả mà gieo rắc cho cộng đồng mạng, cho người dân Việt Nam chúng ta, cho con em chúng ta, cho thế hệ trẻ hôm nay thì sao? Cái hậu quả đó ai có lường trước được, nó như thế nào hay không? Thì ở đây nói thật với quý vị, còn nói về cái văn hóa xin cho đó thì tất nhiên rằng là Việt Nam mình từ xưa đến nay là rất nhiều, nhưng mà trao trả lại, tự nguyện trả lại thì hoàn toàn là điều đó là chưa có ai làm. Nói thật xin lỗi quý vị, bất cứ trong lĩnh vực nào cũng vậy, chưa có cái chuyện mà tôi tự nguyện tôi trả lại, tôi tự nguyện tôi thế này thế kia là chưa có. Thì ở đây chúng ta nói thật sự quý vị rằng là ở một cái góc độ nào thì chúng ta cũng phải nhìn thấy được cái sự việc đó trắng hay đen, sự việc đó nó mang cái tính chất như thế nào, thì chúng ta cần phải cái như rằng là cơ quan cần phải có cái nhanh chóng vào cuộc ngay để mà giải quyết cái vấn đề này một cách thấu đáo, để cho người dân người ta họ cảm thấy rằng họ yên lòng và họ cũng thấy thỏa mãn. Chứ trong cái suốt thời gian qua là lùm xùm rất là nhiều. Thì thưa với quý vị, đây là một cái bản tin mà tôi cho rằng là báo Lao Động đăng bản tin này, đăng cái bài 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 báo này, tôi cho đó là một cái bài báo rất công tâm, rất công tâm và thực tế, công tâm và thực tế nữa. Thì tôi đánh giá cái bài báo này cực kỳ hay. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng lên tìm báo Lao Động và cái tiết bài rằng là, để cho quý vị, đây là từ khóa để quý vị xem: danh hiệu nghệ sĩ nếu không còn xứng đáng thì nên tự trả lại. Đó là cái tiết bài của báo Lao Động. Xin mời quý vị cũng 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 lên mà mở ra xem. Đây là có một cái cơ sở, thực sự đây là cái những điều này là Long đã kiểm chứng rõ ràng thì Long mới nói, chứ còn Long đã nói rồi là không, Long không làm cái gì mà Long quy chụp hay là bịa đặt, không có. Long là làm thực tế. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú không còn xứng đáng thì nên tự trả lại, đó là tin tức mới nhất mà để cho quý vị đón xem. Thì ngay từ bây giờ, Nguyễn Đức Long cũng xin kính chúc quý vị cả nhà chúng ta là ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị.